Hey, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thiết bị thông minh khác của Xiaomi. Đó là cái máy lọc nước Xiaomi, Xiaomi Water Purifier. Thì cái này mình mua ở Chiếm Tài các bạn. Thì giá nó cũng 6 triệu mốt thì phải. Cái này không phải là mình mới mua đây, mình mua sử dụng cũng 2 tháng rồi. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái cảm nhận của mình sau 2 tháng mình sử dụng cái máy lọc nước này. Thì cái cảm nhận chung là rất là hài lòng các bạn. Thì mình quay cận cảnh cho các bạn coi về nó. Đây, nó có 2 cái lõi lọc các bạn. Đây, một cái lõi lọc là 3 trong 1 đây, rồi cái lõi thứ hai là cái lõi lọc RO. RO là lõi lọc thẩm thấu ngược đó các bạn. Thì bên trong nó có cái hệ thống bơm để mà sau khi nó qua cái lõi lọc thứ nhất này rồi, xong đó nó bơm, nó nén để mà qua cái lõi lọc thứ hai. Rồi mới đi ra ngoài là nước nước này là mình uống được trực tiếp luôn nha các bạn. Đó, thì có cái nắp mình đậy lại. À, trên này mình nó có một số cái biểu tượng. Thì đây là cái bản nội địa nên là nó tiếng Hoa nha các bạn. Nhưng mà mình khi mà mình ép nó vào Mi Home nó cũng hiển thị tiếng Anh bình thường nha các bạn. Đó. Ở đây là nó đã kết nối Wi-Fi thành công rồi các bạn. Đây. Nó Wi-Fi thành công thì cái phần này nó màu xanh. Đó. Lúc đầu khi các bạn chưa kết nối gì hết thì ở đây nó sẽ có cái đèn chớp ở chỗ setting này. Thì mấy cái lõi lọc này khi mà cái lõi lọc nó hết hạn sử dụng hoặc là nó đã hết lọc được á thì nó sẽ chớp những cái đèn ở cái lõi thứ nhất và lõi thứ hai để bạn biết là bạn đi mua cái lõi khác để thay thế. Thì cái cách lắp đặt của nó thì cũng đơn giản hơn các bạn. Ở đây mình có mấy cái dây nước nè bạn. Ở đây là nước vào nè. Đây, để mình lấy nước lại các bạn coi. Nè, đây là lỗ nước vào. Rồi ở đây là lỗ nước ra. Rồi ở đây là cái lỗ nước thải. Thì mấy cái sticker này của nó là tiếng Hoa hết, nhưng mà lắp đặt cũng dễ các bạn. Các bạn cứ xỏ cái ống nước vào thôi, nó không có bị tức là những cái cỡ ống này là những cái cỡ khác nhau, các bạn có muốn xỏ lộn vào thì cũng không có được, thì nó không có, mình không có thể nào nhét lộn vào được. Nên là cái ống nước vào là cái ống lớn nhất đó. Thì ở đây là một cái sợi dây điều khiển, còn đây là sợi dây nguồn. Cái sợi dây điều khiển này nó sẽ nối trực tiếp lên cái vòi nước ở bên trên đó các bạn, để mà nó có cái hệ thống cảm biến ở trên để mình nó đo là cái nước lúc ra nó mình có thể uống được hay không. Ở đây màu xám này nè là cái dây nối trực tiếp lên cái vòi nước của mình, là cái vòi mà xả nước ra để uống đó các bạn. Thì ở đây nó có cái rắc cắm ở đây để mình cắm vào chỗ này mình dặn lại. Thì đây mình có một tay nè mà không dặn được các bạn coi. Nhưng mà trong nó có mấy cọng dây điện gì đó để mà nó cấp nguồn cho cái cảm biến ở phía trên của cái vòi nước. Ở trên đó nó có cái cảm biến để mà nó đo cái độ tinh khiết của nước mà có thể uống được hay không đó các bạn. Thì rồi cái dây cái đường ống xả nước thải này nè. Thì khi mà cái máy nó hoạt động á, thì cứ 10 lít nước á thì nó sẽ thải bỏ ra 3 lít nước nha các bạn. Thì mình có đọc một số cái tài liệu á, thì những cái máy lọc nước RO á, thì cái nguyên tắc của nó là nó sẽ qua cái lõi lọc thứ nhất này là cái lõi lọc thô gồm có 3 lớp. 3 lớp cụ thể là 3 cái lớp để lọc những cái bụi bẩn mà lõi lớn á các bạn. Thì sau khi nó lọc xong cái đó thì nó sẽ qua một cái máy nén để mà nó nén vào cái lõi lọc RO là cái lõi lọc thẩm thấu ngược rồi nè. Thì khi mà qua cái lõi lọc này á thì một phần nước á, cỡ 30% nước á, nó sẽ không có qua được cái lõi lọc này, tức là cái nước đó là nó có cặn đó. Thì 30% cái nước đó nó sẽ đi qua
cái đường ống thải này nó ra ngoài, rồi còn 70% còn lại đó thì nó sẽ ra cái ống mà nước tinh khiết mình có thể uống được đó các bạn. Đó thì để mình lên trên mở cái vòi nước cho các bạn coi nha. Đây là cái vòi nước của cái máy lọc nước nha các bạn. Mình khi mà mình mở nước á thì đây màu xanh này thì là uống trực tiếp được nha các bạn. Đó, khi mà các bạn nấu màu xanh đó thì uống trực tiếp được. Đó, khi mà cái này, cái máy này nó kết nối trực tiếp với Mi Home của mình nha các bạn. Đó, ở đây. Đó, mình thì cũng sử dụng khá là nhiều cái thiết bị thông minh của Xiaomi. Đó, nói trực tiếp qua cái Mi Home. Nó sẽ hiện lên cái TDS. Cái mức TDS này là cái mức mà độ, nó đo độ tinh khiết của nước nha các bạn. Nè, nó báo ở đây là You can drink water directly nè. Thì là bạn có thể uống trực tiếp đó. Thì dưới này nó có mấy cái mức nè. Thì mình xài ở đây cũng 2 tháng rồi. Mình nhà mình là 4 người nha các bạn. Thì những cái lõi lọc nè, cái lõi lọc thứ nhất thì nó còn 77%, cái lõi lọc thứ hai là còn 88%, vậy là mình xài cũng được khá lâu đó các bạn. Nếu mà xài theo cái đà này thì cũng được gần cả năm mới phải thay đó. Thì nhà mình thì uống nước trực tiếp vào cái vòi này thôi đó. Thì khi mà các bạn mới mua về thì cái đèn chỗ này nó sẽ là màu cam nha các bạn. Thì các bạn phải xả nước, xả bỏ cái nước đó. Xả bỏ cái nước đó cũng khá là lâu đó, mình bật cái nửa tiếng để mà nó chạy máy và nó bơm rồi nó xả. Thì cái đường nước xả nó sẽ ra ngoài này nha các bạn. Đây, cái đường nước xả mình sẽ xả trực tiếp, mình bỏ dưới này luôn. Mình có thể hứng để tận dụng tưới cây được cũng được. Mà mình thì mình xả bỏ. Đây, cái nước ra đây là cái nước xả đây đó. Thì trời, mình bị xả bị chèn nè. Đó thì các bạn khi mà mới mua về thì các bạn nên xả một thời gian cả nửa tiếng để cho nó thải hết những cái chất ở trong cái lõi lọc ra nha các bạn. Mình nghĩ lúc mà thay cái lõi lọc mới chắc là nó cũng sẽ xả bỏ đó. Thì các bạn khi mà lắp đặt cái này á thì mình hôm trước là mình cũng phải khoan một cái lỗ ngay chỗ cái bồn rửa chén của mình để mình thật cái ống này lên đó. Nhưng mà các bạn có một cái lưu ý nhỏ là ở cái chỗ các bạn lắp cái vòi nước này thì phải có điện nha các bạn, tại vì cái dây điện của nó không được dài lắm. Cái dây điện của nó chừng 1 mét thôi các bạn. Đây thì mình cắm ở đây, cũng may là mình có cái ổ cắm ở đây để mình cắm điện. Thì khi mà cái máy này nó hoạt động thì mình phải cắm điện, cái dây nó không được dài, nên là các bạn lưu ý là khi mà các bạn lắp đặt thì lắp đặt ở gần cái chỗ có ổ cắm điện đó. Thì cái máy này nó lọc nước cũng khá là tốt so với mình đi mua những cái bồn nước ở ngoài các bạn, thì nó cũng cái chất lượng nó cũng không biết, hên xui lắm. Nên là mình lọc bằng cái này thì nó kinh tế hơn rất là nhiều, mà nó cũng an toàn nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn thấy cái clip của mình mang lại giá trị cho các bạn thì các bạn hãy like và subscribe kênh để ủng hộ cho mình nha các bạn. Mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều video khác về những cái sản phẩm thông minh.